Bây giờ thì mình sẽ sử dụng pin 18650 cùng với bracket và kẽm hàn sel để hàn nối tiếp ba con pin này thành khối 3S nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái máy hàn sel đây. Mình sẽ định vị pin 18650 này bằng cái bracket 2. Các bạn dùng kéo và kìm để cắt cái phần thừa của hình kẽm này. Do diện tích của cái box sạc ở không lớn lắm nên là mình sẽ hàn 3 quả thôi. Mỗi quả pin này dung lượng là 2.800, dung lượng thực nha các bạn. Các bạn có thể không sử dụng bracket nhưng mà nên có, nếu mà thì lúc mà mình đặt vào trong cái box sạc nó sẽ được cố định vững hơn, chắc hơn. Dùng kéo cắt phần thừa. Do cái chỗ phần tiếp điểm kia là cái phần mà một lúc nữa mình sẽ gặp lại thì mình sẽ cắt sát luôn nhé, không để dư kẽm gì. Đó. Ok, vậy là mình đã dùng con máy hàn sel hàn xong cái khối pin 3S này rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang lên bàn để hàn dây vào. Như vậy là mình đã gá cố định cái mạch pin 3S này lên trên cái box. Và bây giờ thì mình sẽ test thử cái mạch này nhé các bạn nhé. Mình sẽ cấp nguồn và test thử. Các bạn để ý chiều âm dương trên mạch nhé. Sẽ có bên trái sẽ có hai cực dương phía ngoài cùng, bên phải sẽ có hai cực âm phía ngoài cùng nhé. Thì các bạn để ý áp cho đúng chiều, nếu sai chiều thì có thể hỏng mạch ngay lập tức. Đó. Thì các bạn khi mà các bạn kết nối vào xong thì nhiều trường hợp sẽ khi ấn nút nguồn thì sẽ không lên đèn. Các bạn cần cấp thêm một cái nguồn 15V 1A vào cái chân sạc để kích hoạt cái chế độ bảo vệ của cái mạch này. Ở đây thì mình cắm phát thì sẽ được luôn rồi này. Thì bản chất của cái box sạc này, khi mà nhà sản xuất nếu mà sản xuất sẵn thì người ta sẽ sử dụng cái pin lithium loại dẹt 3,7V để được dòng xả cao. Thì sẽ có thể các bạn có thể, nếu mà bạn nào có cái pin đó thì các bạn có thể làm thêm hai cái dây trực tiếp từ hai đầu pin của pin 3S này lấy thẳng ra để kích nổ ô tô. Nhưng mà ở đây thì mình sử dụng 3 quả pin dung lượng nó tương đối thôi, chỉ 2.800. Mục đích mình chỉ để ở sạc và đèn pin và lấy các nguồn điện từ 12, 16, 19V từ cái jack 5.5, 2.1 này ra. Nên là mình bỏ qua cái phần kích nổ ô tô. Đó, tại vì mình chưa có cái pin lithium loại dẹt và có dòng xả cao. Bạn nào có thì các bạn tích hợp vào nhé. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp các phụ kiện này vào. Thì ở đây sẽ có một chiếc hát sáng của báo vôn này, 12, 19, 16 và 19 này, một chiếc hát sáng của báo dung lượng này, đó, và một nút nguồn, đèn pha, ốc và nắp đậy của cái kích nổ ô tô. Để nắp cái đèn pha cho dễ dàng, các bạn sẽ tháo jack của đèn ra trước, sau đó là đồng thời kẹp cả đèn pha, cả đèn cùng đặt vào box sạc. Đây là kinh nghiệm của mình sau mấy lần thất bại. Nếu mà các bạn đặt cái đèn vào trước hay là cái pha vào trước thì lúc nữa, một lát nữa thì sẽ rất là khó khăn trong việc nắp vào. Đó. Sau khi các bạn nắp xong đèn pha thì các bạn sẽ nắp đến phần main nhé, main mạch chính nhé. Các bạn cắm đèn pha vào và sau đó nắp đến main chính. Như vậy là mình đã nắp xong chiếc main. Và bây giờ thì mình sẽ làm gọn lại cái phần dây dẫn ở trong cái box này. Các bạn có thể dùng dây thít, nhưng mà nếu mà dây nhỏ như thế này thì các bạn chỉ cần đặt vào cái phần trống. Nếu các bạn nào tính chính xác được độ dài của dây thì sẽ rất là gọn. Đây thì mình làm demo nên là mình cũng không tính đến cái phần đó. Để dây dài thì cũng nhiều khi cũng không an toàn. Sau khi đã nắp lên vào box xong, các bạn có thể dùng một cái miếng fork. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một miếng fork đặt lên trên để giữ cho chắc pin được chắc chắn hơn khi mình ốp lại. Ở đây thì chúng ta sẽ còn cần thêm một cái nút nguồn nữa. Đây là nút nguồn chính của chúng ta, để bật tắt khối pin liên kết với main. Đó, và công đoạn cuối cùng là chỉ cần lắp phần còn lại của vỏ box sạc vào thôi. Các bạn để ý cái phần đèn này nhé, chúng ta sẽ để ý phần này trước, để lắp phần này vào trước thì các phần khác sẽ tự động sẽ vào. Do box sử dụng các lẫy nên là khi các bạn đã ốp vào rồi thì rất là khó để mở ra. Đó, ok. Phần còn lại thì chúng ta sẽ bắt ốc vào là xong thôi. Đây là những công đoạn cuối cùng. Và phần nắp đậy của kích nổ ô tô. Ok, box sạc của chúng ta cực kỳ là nhìn hàm hố và chắc chắn, không thua kém các box sạc chất lượng trên thị trường. Các bạn có thể sử dụng pin lithium loại dẹt dòng xả cao, dung lượng lớn để độ vào cái box sạc này thì các bạn có thể kích nổ ô tô. Như trên thị trường đang bán những box sạc như thế này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu, 1 triệu cho đến 1,5 triệu. Nếu mà chúng ta không có kinh tế, chúng ta có thể mua một cái box sạc như thế này về đổ lại với những quả pin 18650 như mình đang vừa hướng dẫn. Và bây giờ mình sẽ test lại lần cuối các chức năng của nó nhé. Bây giờ mình ấn một phát để kiểm tra dung lượng pin nào. Đó, ok. Pin của mình đang khá yếu. Các bạn kích đúp hai lần liên tiếp trong 1 giây để vào cái chế độ Purist, chế độ SOS. Đó, các bạn kích giữ tầm ở khoảng 3 giây để vào chế độ đèn. Nhấn giữ 3 giây các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào chế độ đèn. Và kích tiếp thì sẽ ra cái chế độ nhấp nháy nhanh. Kích thêm một phát nữa, chúng ta sẽ có chế độ nhấp nháy chậm. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất điện áp 12, 16 và 19. Mặc định thì ở đây sẽ có 2 cổng output USB 5V. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất điện áp ra cái jack 5.5 2.1 này. Khi ấn phát đầu tiên thì mặc định ở phần output sẽ ra 12V. Các bạn ấn lần tiếp theo thì sẽ ra 16V. Các bạn ấn nhanh nhé. Nếu mà để quá tầm khoảng 2 giây thì nó sẽ không hiểu được cái chế độ mình đang sử dụng là gì. Tại vì đang dùng chung rất là nhiều chức năng trên một cái nút nguồn phụ như thế này. Mình tạm gọi đây là nút nguồn phụ và đây là cái công tắc bật tắt nguồn chính nhé. Và bây giờ mình sẽ thử test cái suất điện áp từ jack 5.5 2.1 của đầu output này ra xem đủ 12, 16 hay 19V không các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng một cái đồng hồ đa năng. Ok. Và bây giờ mình sẽ test 12V trước. Đèn nhấp nháy này chưa xuất điện các bạn nhé. Khi nào bao giờ nó dừng thì nó sẽ xuất điện này. Đó. Thì điện áp ở đây là 12,04V. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ 16. Thì khi đèn dừng rồi các bạn sẽ không chỉnh lại được điện áp và phải tắt cái jack đi. Tắt cái công tắc on off đi. Và ấn liên tiếp khi mà đèn đang nhấp nháy. Khi đèn dừng thì bắt đầu nó mới xuất điện áp. Ở đây là đèn đang báo là 16V này. Thì đồng hồ cũng báo là 16,3V. Rồi, bây giờ mình sẽ test 19V. Ok, và đồng hồ cũng hiển thị là 19,71V. Đó, như các bạn thấy thì là đầu output đã ra đủ các điện áp và sai số không đáng kể, có thể là sai số của đồng hồ hoặc là sai số của điện áp xuất ra, nhưng không đáng kể đối với một cái box sạc như thế này. Các bạn có thể sử dụng cái điện áp 16, 19 hay 12 này phục vụ vào việc ví dụ như các bạn mất điện mà muốn dùng wifi chẳng hạn. Đó. Thì các bạn có thể xuất điện áp 12 để cắm vào các cục vào phát wifi để sử dụng lúc mất điện, hay là 16 hay 19 thì các bạn có thể sạc các laptop của các bạn. Đó, còn mặc định 2 cổng USB kia là ra 5V nhé. Để kiểm định thực tế thì mình sẽ sử dụng cái box sạc này kết nối với một chiếc quạt. Thì mình có một chiếc quạt như thế này. Quạt này thì là quạt không chổi than các bạn nhé. Anh Quang Điện Tử làm cho mình cái quạt này. Các bạn có thể liên hệ anh Quang Điện Tử để đặt hàng cái quạt này nhé. Đó, thì khi mà có điện thì các bạn có thể sử dụng điện 220. Cắm cái jack này vào đây. Đó. Vào đây. Và sử dụng điện 220. Khi các bạn mất điện, các bạn có thể sử dụng bình ắc quy cắm trực tiếp một cái jack 5.5 2.1 vào đây để lấy điện. Đó, nó sẽ chạy điện DC các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái bóc này. Bóc mình vừa DG xong. Và bây giờ mình sẽ xuất thử cái điện áp 12V để chạy cái quạt này nha các bạn nhé. Rồi, quạt đã nhận tín hiệu và ở đây thì sẽ có một cái núm điều khiển này. Các bạn ấn để điều chỉnh các tốc độ này. Và bây giờ mình sẽ cầm cái box sạc này ra mũi hiên nhà mình nhá, để xem cái độ sáng. Bây giờ anh em chúng tôi đang quay video là vào ban đêm. Đó, cảnh Hà Nội cực kỳ thơ mộng. Và bây giờ anh em tôi có cái test chế độ Purist luôn xem chế thế nào này bạn. Cho các bạn xem chế độ Purist. Đằng trước là một tòa nhà khá là cao nhưng mà vẫn soi tới các bạn ạ. Đây chế độ Purist, chế độ SOS. Bây giờ mình chuyển qua chế độ đèn soi bình thường xem nó có sáng được tới cái bờ tường bên kia không các bạn nhé. Cũng khá là sáng các bạn ạ. Ok, khá là sáng các bạn ạ. Với một box sạc tự chế với giá rẻ bằng tầm khoảng 1/3 của giá thị trường. Mình nghĩ có thể là rẻ bằng 1/4 đấy, giá thị trường. Mà có đầy đủ các chức năng như thế này, quá là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ test qua cái chức năng sạc của cái box sạc này nhé. Thì như thông số nhà sản xuất là USB output 5V 2.1A. Thì tức là cái đầu ra USB này, hai cổng này đều là 2.1A nhé các bạn nhé. Ở đây thì mình có một cái thiết bị đo dòng và đo áp. Đó. Thì đây là mình đang sử dụng cái kênh 1. Thì là điện áp đang xuất ra là 4.981, tương đương gần 5V. Và dòng sạc của nó đang là 1.2A. Đó, các bạn có thể nhìn được biểu đồ của cả dòng và áp là 4.9 và 1.3A. Tại do cái điện thoại của mình đang hơi yếu pin. Đó. Các bạn có thể truy cập vào trang web điện tử sáng tạo để cập nhật các thông tin mới nhất về các sản phẩm mới nhất của bên mình.